Xin Á chào các bạn. Trước mặt các bạn là quốc lộ 1, là cái ngã ba Diêu Trì. Mình đang đứng trên cái đường trên Văn Canh đi về Diêu Trì các bạn. Đây là quốc lộ 19C đi về Diêu Trì. Ngã ba này xe cộ đông lắm rồi. Xe container trên đường quốc lộ 1 nó chạy nhiều lắm. Bây giờ hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi vào cái khu dân cư ở chợ Diêu Trì nha bạn, chợ Diêu Trì cũ. Mình sẽ cua qua bên tay trái này, đi vô cái đường chợ Diêu Trì cũ, rồi mình đi vòng vòng cái khu dân cư chợ Diêu Trì cũ. Ở đây cái đèn đỏ chờ hơn phút rồi, sáu mấy giây rồi. Đây là xe trên đường quốc lộ 19C. Cái đường đây bữa nay hơi quá tải mà xe đông lắm. Tao mình thấy xe lớn rồi. Xe lớn, xe con. Đó rồi người đi nữa. Rồi đi xe máy nữa. Đường xe quá đông các bạn. Cái đường bữa nay tính ra cái đường 19C này nhỏ. Bây giờ mình sẽ trở lại các bạn. Trở lại mình đi vào một cái đường hẻm để mình vào cái khu dân cư bên này, bên tay trái, bên tay phải các bạn. Dân cư của ga Diêu Trì. Mình đi lên một đoạn cái đường 19C này bạn. Ở đây có cái đường hẻm. Đây bạn, đây phải, mình vô đường hẻm này. Mình đi vô cái dân cư của ga Diêu Trì. Cái đường hẻm này nó sẽ dẫn tới cái chợ Diêu Trì cũ các bạn. Cái trong cái khu này thì gần như là hình như là nhà cửa nó vẫn giống như hồi xưa là. Nói chung nhà cấp 4 là nhiều. Một phần thì họ có sửa sang lại. Rồi một phần thì họ lợp tôn. Nhưng mà hồi xưa thì mình nghĩ chỗ này chắc là nhà ngói nhiều. Bây giờ là nhà tôn. Có một số họ xây lầu nhưng mà ít rồi. Đây là chợ Diêu Trì cũ. Cái công viên đây hồi trước là chợ Diêu Trì cũ. Giờ mình rẽ qua tay trái nha bạn, là vô một cái khu dân cư mới của Diêu Trì. Khu dân cư này họ mới lập bạn. Mà trước đây là mình biết là chỗ đây là cái đìa rau muống. Thấy hồi xưa là đìa rau muống. Ở đây có cái miếu. Hồi trước mình quay rồi mà mình quên cái tên mà. Có bạn nói rồi mình quên cái tên. Đây mình đi ra cái khu dân cư mới này. Cái khu này thì mình biết lâu rồi mà bữa nay là mình thấy nhà cửa họ xây dựng cũng chưa nhiều à. Tức là trước đây mình có ghé anh em cũng quay phim một lần rồi. Là khoảng chắc cũng phải 4-5 năm gì đó. Mình cũng nhớ không máy vậy. Thì các đi rau muống bây giờ người ta lấp hết rồi. Nhưng mà dân thì họ xây dựng cũng còn lưa thưa. Cái khu đây có cái đường đi ra ga Diêu Trì các bạn. Thì mình sẽ đi ra cái phía ga Diêu Trì. Cái bên tay trái rồi. À tay phải. Đây đi ra ga Diêu Trì. Đây là khu phía bên chợ Diêu Trì. Còn qua phía kia là dân cư bên ga Diêu Trì cũ các bạn. Đây
mình đi vô sống ở đây các bạn xem. Đây là đường đi vô ga nè bạn, đang ra hai chiều. Còn bên cái khu đây là hình như sau này sau khi mà giải tỏa nhà để mở đường hình như là người ta có cấp vào trong này sao? Trong này là khu này và như mình thấy tôi nói là mới, như mới sau này con đường này cũng mới mở sau này các bạn. Nhưng cái nhà đây là mới xây này, mới nhưng mà trong vòng 10 năm trở lại đây, 5-10 năm trở lại đó. Còn trong góc kia là nhà cũ rồi bạn, trong phía tút trong kia là nhà cũ này. Đó, mình đi vô khu đây các bạn, khu đây hồi giờ mình chưa vô các bạn. Ồ, khu đây cũng rộng, ở bên này có một cái khu nữa. Đường này đi đâu mình chưa biết, đi thử rồi. Bên hông ra duty. Ờ, do đây hình như hết đường rồi ta, con đường rồi, không có đi được. Đây là sát vô cái núi Hòn Phô rồi. Nhưng mà là ngoài ga các bạn, phía ngoài của ga duty. À, khu đây là ở ven với ga duty đây. Bên ven theo bên hông ga duty dọc theo bên phía sau mấy dãy nhà đây là cái bờ tường của ga duty. Như vậy là đây cái khu dân cư quanh ga duty. Giờ mình đi qua ra lại các bạn, đây này có đường đi ra này. À, nhìn thấy đường sắt ở bên kia rồi. Đây đi ra lại đây. Mấy cái khu này giờ mới rồi. Mấy khu đây bây giờ dân cư ở đông này, mới này. Ra kia là đường quốc lộ 1 này các bạn. Giờ mình đi qua đường đây lại. Trở lại phía đây thì sẽ ra cái chợ mới duy trì. Như vậy cái khu bên này là gần như là mới mở sau này các bạn. Giống như duy trì mở rộng ra. Ở quanh ga này, hai bên ga này, rồi phía sau cái đìa rau muống nè, phía sau đìa rau muống là gần cái chợ cũ. Đây là chợ mới nha bạn, đây là chợ mới Diêu Trì. Đó, mình đi ra lại là ra lại cái đường đi vô ga. Đó, cái khu đây bây giờ rộng rồi bạn, nhà cửa đông, nói chung chỗ nào bây giờ dân cư cũng đông. Mấy cái đìa rau muống này kia là lấp hết rồi để đổ đất rồi lập những khu dân cư mới. Đây là mình đi bên hông chợ Diêu Trì mới. Đây là chợ Diêu Trì mà mình đi bên hông, cái đường bên hông đi ra đường vào ga Diêu Trì. Đây là đường vào ga Diêu Trì. À, thôi mình xin kết thúc video này bạn. Còn qua bên phía bên kia đường quốc lộ là còn một cái khu dân cư bên đông đông lắm rồi. Nhưng mà thôi hôm nay mình điểm số dân cư ở quanh cái chợ Diêu Trì cũ và chợ Diêu Trì mới. Tức là nói chung là quanh chợ Diêu Trì, quanh hai cái chợ, chợ cũ chợ mới. Xin thân ái chào các bạn. Đây là đường đi ra quốc lộ 1, ngay cái cổng đi vào ga Diêu Trì. Chào các bạn.